Hồng Diễm, hành trình hơn một thập kỷ dạo chơi trong vùng an toàn diễn xuất khi những quy tắc giới hạn cả sự nghiệp. Hơn 10 năm trước, Hồng Diễm đã phá đảo vũ trụ VTV với vai Mộc Miên trong Cầu Vồng Tình Yêu. Vẻ đẹp dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào khiến khán giả mê mẩn. Cặp đôi song Hồng, Hồng Diễm Hồng Đăng từng là bảo chứng rating của nhà đài qua nhiều dự án lớn như Moscow Mùa Thay Lá. Cả một đời ân oán, hoa hồng trên ngực trái. Tuy nhiên, Hồng Diễm lại có nguyên tắc không hôn bạn diễn nam. Dù có lý do riêng nhưng điều này lại bị cho là thiếu chuyên nghiệp, khiến nhiều fan hụt hẫng vì thiếu đi những phản ứng hóa học nồng cháy. Nhưng không chỉ thế, sự nghiệp của cô còn bị ảnh hưởng bởi những vai diễn an toàn, một màu và không khác nhau là mấy. Từ vai diễn cam chịu trong Cả Một Đời Ân Oán và Hoa Hồng Trên Ngực Trái, đến sự hắc hóa nửa vời của Minh Châu trong Hướng Dương Ngực Nắng, Hồng Diễm dường như đang đi sâu trong lối mòn diễn xuất khi tuổi tác không còn phù hợp để vào vai ngây thơ. Đừng nói rằng gương mặt này chỉ hợp với một kiểu vai, là một diễn viên giỏi phải biết đa dạng hóa vai diễn của mình. Trong khi nhiều nữ diễn viên khác của VTV như Thu Quỳnh, Lan Phương, Bảo Thanh liên tục làm mới mình thì Hồng Diễm vẫn đứng yên. Hồng Diễm đẹp nhưng là vẻ đẹp của đóa hồng không gai. Khi nhan sắc không còn đủ sức níu kéo khán giả, liệu Hồng Diễm có dám lột xác và bước ra khỏi vùng an toàn của mình?